Còn làng Chăm theo Hồi giáo ở Nam Bộ thì lại như thế này. Nhà này, ngay từ khi đứa trẻ mới ra đời, người ta đã muốn truyền cho nó tất cả những gì mà thế hệ tiền thân đã để lại. Và đến khi lớn lên, đứa trẻ thông thuộc tất cả các nguyên tắc, giáo lý của xã hội Chăm. Chăm Bà La Môn theo phong tục mẫu hệ, còn người Chăm Hồi giáo theo chế độ nam quyền. Trong sinh hoạt hàng ngày, nam giới và phụ nữ Chăm Hồi giáo đến tuổi thành niên không được tiếp xúc với nhau. Người phụ nữ không được đến giáo đường, người phụ nữ không được đi đâu xa nếu không có người mẹ đi kèm. Và đây là lễ cưới của người Chăm theo Hồi giáo. Trước khi làm lễ thành hôn, người mẹ hơ trầm hương cho con gái mình. Sống trăm năm được quyết định. Người thân cầu xin Allah ban cho lứa đôi hạnh phúc. Chăm vẫn còn giữ nhiều phong tục cổ truyền. Ngày lễ Rơi Ahari của đồng bào Chăm theo Hồi giáo tại thành phố Hồ Chí Minh. Hỏi chúc tụng nhau không phân biệt tôn giáo dân tộc. Đạo Bà La Môn không bắt buộc thời gian cầu kinh của các tín đồ, còn kinh Koran của Hồi giáo thì quy định thời gian rất khắt khe. Đây là buổi cầu kinh vào lúc 17 giờ tại Thánh đường Châu Giang.